Xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh ở đây để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà góc, một căn góc hai mặt tiền, một trệt một lầu, thiết kế cực kỳ là đẹp theo kiểu mẫu mới 2021 quý anh chị nhé. Thiết kế kiểu Âu mẫu mới 2021 cực kỳ là đẹp. Và đây chính là phía bên ngoài của chúng ta, một căn góc hai mặt tiền. Quý anh chị cùng xem phía bên ngoài căn nhà của chúng ta. Căn này thì đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị là xong rồi, đang là gắn điện nước nữa là xong quý anh chị nhé. Hai mặt tiền. Mặt tiền phía trước của chúng ta có cái vỉa hè này cũng rất là to. Tiện lợi của nó là mình khi mà ở trên căn góc này thì cái vỉa hè này mình đậu xe hơi rất là tiện lợi luôn quý anh chị, bởi vì khá là lớn và xe cộ thì rất là ít đi qua lại trên cái vỉa hè này. Chính vì thế mà mình được sử dụng hầu như là gần hết cái vỉa hè này luôn quý anh chị nhé. Còn phía trước này là mặt tiền bên hông nữa. Và diện tích của căn này là ngang 5 quý anh chị nhé. Căn góc này là ngang 5 và sâu là 9.39. Tổng diện tích trên sổ là 44.6 m². Phía bên trên cái ban công chúng ta là được đưa ra 90 phần đúng không chị? Và mặt tiền phía trước của chúng ta là hướng Bắc. Còn mặt tiền bên hông này của chúng ta là hướng Đông, một căn góc hướng Đông Bắc quý anh chị nhé. Căn này thì anh chủ là đang trong quá trình hoàn thiện, gắn điện, gắn nước. Đây là khu vực của gian bếp quý anh chị. Này là Biển Xanh đi từ phía bên hông đi vào là chúng ta có thể bắt gặp ở đây là gian bếp. Thì tủ bếp anh chủ cũng đã gắn sẵn cho mình rồi. Còn phía trước này chúng ta là phòng khách quý anh chị nhé. Căn nhà thiết kế theo kiểu Âu cực kỳ là đẹp. Toàn bộ căn nhà được sử dụng đó là tông màu trắng, khá là hài hòa và bắt mắt. Phía trên này thì anh chủ cũng đang là gắn đèn cho chúng ta. Sổ hồng riêng thổ cư 100% sở hữu lâu dài vĩnh viễn quý anh chị nhé. Nhà tắm và WC cũng đang là gắn bồn cầu, vòi sen cho mình. Và căn này có giá cực kỳ là rẻ, chưa qua đầu tư quý anh chị nhé. Chỉ có 1 tỷ 450 triệu, thương lượng nhẹ, bao toàn bộ chi phí sang tên cho chúng ta, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Với một căn góc như thế này thì quý anh chị hãy nhanh tay lên, bởi vì vị trí rất là hiếm, hàng hiếm quý anh chị nhé. Ngang 5 dài 9.39. Tổng diện tích trên sổ là 44.6 m². Trên lầu 1 này quý anh chị mình sẽ có là hai phòng ngủ, một nhà tắm và WC. Đây, đang trong quá trình là gắn điện cho chúng ta, ở đây thì sẽ gắn rèm thêm vô nữa. Và phía bên ngoài của mình là ban công. Đây là khu vực vị trí trung tâm rất là gần với kỳ quan quý anh chị. Phía bên ngoài của chúng ta là ban công quý anh chị nhé. Khá là rộng, ban công cực kỳ là dài luôn quý anh chị. Vô cùng là mát mẻ.
Căn này sổ hồng riêng, thổ cư 100% và chúng ta sở hữu là lâu dài vĩnh viễn. Căn góc hai mặt tiền, nhà một trệt một lầu, thiết kế kiểu Âu. Quý anh chị và các bạn đang xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem nhà và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Với một căn góc như thế này thì quý anh chị mình còn chần chừ gì mà không sở hữu ngay với cái giá tiền chỉ có 1.450.000.000 mà thôi. Một trệt một lầu cực kỳ là đẹp cho chúng ta có thể sở hữu. Diện tích là ngang 5, dài là 9.39, tổng diện tích trên sổ là 44.6m2. Và nó là một căn góc hai mặt tiền hướng đông và hướng bắc quý anh chị nhé. Vỉa hè vô cùng là lớn, chúng ta có thể đậu xe hơi khá là thoải mái và sử dụng gần hết cái vỉa hè, không có ai đụng chạm tới bởi vì xe cộ đi lại rất là ít ở trên cái vỉa hè này. Giá khá là rẻ và với một căn nhà vừa mới xây dựng xong còn đang trong quá trình gắn điện nước hoàn thiện như thế này thì quý anh chị còn chần chừ gì mà không nhanh tay lên để sở hữu quý anh chị nhé. Trong cái mùa dịch này thì anh chủ đang là rất cần tiền cho nên là mới bán với cái giá nó khá là mềm để quý anh chị có thể sở hữu. Cực kỳ là rẻ, chỉ có 1.450.000.000 mà thôi, giá còn thương lượng nhẹ, bớt lọc may mắn, bao toàn bộ chi phí sang tên cho chúng ta, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Trong cái mùa dịch này thì xuất hiện rất là nhiều cơ hội để quý anh chị có thể sở hữu những vị trí bất động sản giá rẻ do chủ bất động sản người ta cũng khá là kẹt tiền, cần tiền. Chính vì thế mà trong những cái lúc mà đang dịch bệnh khó khăn như thế này cũng xuất hiện vô cùng là nhiều cơ hội để quý anh chị có thể sở hữu những cái vị trí bất động sản, đất hoặc là nhà giá mềm, giá rẻ hơn giá thị trường để quý anh chị có thể sở hữu, đầu tư sinh lời cũng như là an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem nhà và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.